Bánh này tao để dành từ hôm qua đó. Đồ đáng ghét. Cút đi chứ còn nói gì nữa. Nhanh. Trời mày dám ăn hả? Bỏ xuống. Mình đi cất liền. Mình đi nha. Mày dám nói hả? Đúng rồi. Mình xin lỗi. Không có xin lỗi cho. Mày đứng lại cho tao. Gì vậy? Bộ đuôi sao không thấy? Tao đang học bài. Lần đầu tiên hai bạn học đó nha. Lạ ghê. Tao nói cho mày biết nha, tao mà chịu học á là tao dở hơn mày gấp trăm ngàn lần luôn. Em nghe câu hỏi. Mình có 7 cái bánh, bị người khác đến lấy và ăn mất 4 cái bánh. Vậy mình còn bao nhiêu? Những bài toán trên đây rất là đơn giản đúng không nè? Dạ. Rồi vậy mình tập trung làm bài đi. Đi đâu vậy? Dạ, Tâm Anh làm bài được 9 điểm rưỡi, cho nên là con tính dẫn Tâm Anh đi nhà sách mua quà hả cô? Trời, bữa nay Tâm Anh được 9 điểm rưỡi nữa hả con? Dạ. Sao mà giỏi quá vậy nè? Con nhớ là cố gắng lên nha. Dạ. Dạ. Hai đứa đi đi. Dạ, tụi con chào cô. Con chào cô đi. Con nhà người ta học giỏi thế ham thiệt á. Làm gì? Ngồi xuống đây cho mẹ. Ngồi xuống. Tại sao con thi mà không nói cho mẹ hay hả? Cái đó đâu phải là thi, chỉ là bài kiểm tra nhỏ xíu. Đưa đây cho mẹ. Đưa đây cho mẹ. Đưa đây cho mẹ. Kỳ này con sẽ cho cái đồ đáng ghét nó biết tại. Lần nào thi cũng chỉ có 1 điểm rưỡi. Cái con nhỏ này, con học hành cái kiểu gì mà chỉ có 1 điểm rưỡi à hả? Tại cô cho bài khó quá thôi. Còn nói nữa hả? Tâm Anh người ta đi học sau con lâu lắm luôn á, mà lúc nào người ta đi thi cũng được 9-10 điểm, còn con lúc nào cũng lẹt mẹt 1-2 điểm là sao? Không biết mắc cỡ hả? Có gì đâu mà xấu hổ. Cái đồ đáng ghét đó chỉ nằm trong lòng bàn tay của con thôi à. Tại con chưa muốn gạch tay thôi. Gì vậy con? Gì vậy con? Hôm nay con vẽ tranh á, cô giáo khen là con vẽ đẹp á. Trời ơi, làm chi của ba này giỏi quá ta. Biết vẽ tranh nữa chứ. Con vẽ cái gì vậy? Con vẽ Pikachu á, con vẽ giống lắm luôn á. Pikachu á hả?
Cô giáo con có bình thường không? Mà sao dễ cái gì gì mà điểm cao à? Dạ đúng rồi, ba này. Đẹp mà ba. Cái này là gì vậy? Cái này là mẹ phải không? Không phải, cái này là ông. Trời đất, ông gì tím lè bộ bệnh hả? Vậy mẹ đâu, mẹ đâu? Mẹ đây phải không? Không phải, cái này là tủ lạnh. Mẹ đây nè. Mẹ màu đỏ vậy đó hả? Dạ đúng rồi. À, vậy chắc chắn là ba rồi, đúng không? Không có thời gian công vậy ba. Để ba thế vô cái tủ lạnh cũng được mà. Nhưng mà dù sao bức tranh này cũng được chơi trong lớp rồi. Mẹ nói con giỏi chưa? Hả? Này này làm chi? Con nói cái gì? Cái bức tranh của con bữa nay được cô giáo treo trong lớp lận hả? Dạ đúng rồi. Trời sao mà con gái này giỏi quá vậy nè. Chắc chắn sau này con sẽ trở thành một nữ danh họa chuyên về trường phái trên trù tượng. Đúng rồi, nó giỏi thiệt. Con người mà nó bê tông hóa luôn. Ba khối bê tông. Chạy ba trù tượng mà. Ba này con thấy đẹp mà. Trời ơi, làm gì bữa nay giỏi quá. Con gái của mẹ giỏi thiệt á. Mẹ, mẹ thấy đẹp đúng không mẹ? Đẹp chứ. Vậy mẹ đóng khung á, mẹ treo lên bàn trang điểm của mẹ. Bức tranh này đẹp mà. Nhất định là mẹ sẽ lộng khung mẹ treo ở trong phòng. Làm chị giỏi quá. Wow. Em dễ đẹp thiệt đó ha. Dạ. À, Tâm Ý à? Dạ, dạ, con chào cô. Ừ, con có thấy cái áo sơ mi của cô đâu không? Dạ, áo sơ mi nào cô? Sơ mi caro đó. Dạ, để con kiếm cho cô. Tâm Anh. Dạ. Con đang vẽ hả? Vẽ đẹp quá ta. Nè, Tâm Anh. Dạ. Bức tranh của con có được treo trong lớp không vậy? À, dạ không. Hả? Vậy là chỉ có bức tranh dạ, của... Dạ, tất cả các tranh của các bạn đều được treo ở trong lớp đó cô. Hả? Dạ, tại vì tranh của Tâm Anh dễ đẹp nhất cho nên được treo ở văn phòng trường đó cô. Cô thấy Tâm Anh dễ đẹp không cô? À, đẹp chứ. Tranh của Tâm Anh đẹp quá. Con giỏi lắm. Dạ. Ừ, cảm ơn con. Đây là chị nè, đây là em nè. Hôm nay con mới tập chạy ở trường về mệt lắm á. Làm bắn sườn nha mẹ. Cái gì? Bữa nay con mới thi chạy hả? Dạ đúng rồi. Bữa nay con chạy được bao nhiêu giây? Dạ con chạy được 11 giây. Con đã được cô giáo khen là chạy nhanh hơn trước á. Trời ơi, vậy là bữa nay con nhanh hơn mấy bữa rồi. Hay quá đi à, giỏi ghê vậy đó. Làm bắn sườn nữa nha mẹ. Biết rồi, mẹ sẽ thưởng cho con được chưa? Yeah. Con nhỏ này cũng may á là con có gen của mẹ cho nên mới chạy nhanh như vậy đó. Hôm nay làm chị giỏi quá. Nè Tâm Ý ơi. Tâm Ý. Dạ. Con làm món sườn cho em nha. Dạ. Ừ. Yeah, vui quá. Hoan hô, được làm món sườn rồi. Yeah. Nè, dạ, Tâm Anh. Bữa nay con cũng thi chạy phải không? Dạ. Con chạy được bao nhiêu giây? Con chạy được 9 giây cô. Cái gì? Con chạy được 9 giây hả? Dạ. Nhưng mà 9 giây là tốc độ của con trai mà. Hôm nay ở trường so với hai bạn nam chạy cùng với con thì con là người chạy nhanh nhất đó cô. Trời sao mà con giỏi quá vậy nè. Tâm Anh giỏi quá. Ngày nào nó cũng phải chạy bộ tới trường, đương nhiên là phải chạy nhanh rồi. Nè, còn con nè mẹ, con chạy được 11 giây, giỏi mẹ. Lam Chi à, chạy đi tập thể dục nè con. Lam Chi. Con đã chuẩn bị xong rồi. Con thay đồ rồi đó hả? Mẹ ơi, con muốn chạy nhanh hơn Tâm Anh luôn để có thể bắt được nó dễ dàng. Và con sẽ nắm đầu nó quay 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 như dế luôn. Con nhỏ này. Lâm Chi. Chạy nhanh lên, Lâm Chi. Nhanh lên, nhanh lên, sắp hết thời gian rồi. Cố gắng lên con. Nhanh lên, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Nhanh lên nữa. Lên, lên chạy nè. Giỏi lắm. Tuy con chạy phần dưới chân là quan trọng nhất, nhưng mà phần trên cơ thể của con cũng quan trọng không kém đâu. Rước thật mạnh lên. Ráng lên làm chi. Cố lên. Cố lên. Mạnh nữa. Mạnh lên. Con đi tập thêm lần nữa. Con nhỏ này. Vậy con có muốn nắm đầu Tâm Anh quay như dế không hả? Thank you.
bạn hả? Mình thấy nó ở trong tủ lạnh đó. Bánh này tao để dành từ hôm qua đó. Mày đáng ghét. Mình xin lỗi. Để mình cất lại vô tủ lạnh nha. Rút đi chứ còn nói nữa. Nhanh. Trời mày dám ăn hả? Bỏ xuống. Mình đi cất liền. Mình cất rồi đó. Mình đi nha. Mày dám nói hả? Đúng rồi. Mình xin lỗi. Không có xin lỗi cho. Mày đứng lại cho tao. Gì vậy? Nè. Nói chuyện nhanh quá vậy. Nhanh lắm. Con về làm món sườn nướng nha. Cô sẽ đãi hai đứa này. Trời, tự nhiên mày cho nó ăn. Đứa nào cũng giỏi hết đó. Cộng có nghĩa là con đang có một thứ gì rồi con được thêm một thứ nữa. Vậy thì là phép cộng đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì phép trừ cũng vậy. Có nghĩa là con đang có một thứ gì đó rồi con làm mất đi. Đúng rồi, Lâm chị hay quá vậy. Có nghĩa là con mất đi, có nghĩa là phép trừ. Dạ. Nè, Lâm chị giỏi. Vậy thì bây giờ mẹ con mình làm phép trừ nha. Dạ ok. Bài này đi. Nè. 11 trừ 3 có nghĩa là con đang có 11 thì con mất đi 3. Là còn mấy? Còn mấy làm gì? 11 mà mất đi 3. À con biết rồi. Là còn bao nhiêu? 11. Hả? Dạ đúng rồi mẹ. Nè, mẹ nhìn nè. 11 trừ 3 có nghĩa là 11 mà mất đi 3 thì chỉ còn 11 chứ còn mấy. Nãy giờ mẹ nói con hiểu hết đúng không? Không có gì gọi là khó hết đúng không? Hả? Mất trừ đơn giản lắm mà, đúng không con gái? Con xui thôi. Bây giờ mẹ con mình làm ví dụ đơn giản thiệt là đơn giản nha. Dạ. Con gái ngoan, con thích ăn cái trái cây gì nhất vậy? Trái cây con thích nhất hả? À, là dâu. À, con thích ăn trái đào hơn. Thôi được rồi. Vậy thì mình ví dụ là đào đi ha. Con đang có 11 trái đào. À, không. Con thích ăn dưa hấu không? À, không, dưa gan. Mệt quá đi. Con thích trái gì cũng được hết á. Ê nhỏ kia. Mày uống sữa của tao đúng không? Mình đâu
mày còn chối nữa hả? Rõ ràng là mày uống chứ ai uống được. Mình đã nói là mình không uống rồi mà. Trong nhà này ngoài tao với mày ra thì còn ai uống nữa? Nhưng lỡ người khác uống thì sao? Người khác chứ mà người khác. Mày chuyên gia là ăn cắp. Tại sao con có suốt ngày ăn hiếp Tâm Anh hoài vậy hả? Con có ăn hiếp đâu. Nó dám uống sữa của con nè. Nè nè nè, mẹ nhìn đi. Sữa của con tới số 8. Bây giờ chỉ còn tới số 5 thôi. Nó đã uống 3 nắp rồi còn gì? Cô ơi, con không uống đâu. Mày uống với ai uống hả? Bây giờ á, mẹ con mình làm lại phép trừ nha. Ôi, không biết làm đâu. Con yên tâm đi. Mẹ đảm bảo là con làm được à nha. Đúng rồi, con gái của ba ngoan lắm nha. Ráng nha con nha. Nhìn mẹ nha. Bây giờ ví dụ như Lam Chi đang có 10 miếng sườn. 10 miếng sườn mà Tâm Anh nó lén ăn mất của con hết 4 miếng. Vậy nó còn mấy miếng? Ý, con này gan quá. Vậy là con chỉ còn ăn được 6 miếng thôi hả? Hay quá vậy? Trời ơi, trời ơi. Con gái ba giỏi quá trời luôn á. Còn phải đi sườn nhỏ này. Đây đây đây. Đâu? Ví dụ thôi à, chứ Tâm Anh nó đâu có ăn sườn gì của con đâu. Mẹ ví dụ thôi à. Trời, mẹ làm vấn thiệt không à. Nè, con gái của mẹ giỏi quá à. Nè, con nhớ nha. Kể từ bây giờ á, mỗi khi mà con làm phép trừ á, thì con cứ tính là như vậy đi. Con đặt Lam Chi ở phía trước, nghĩa là số bị trừ. Và cái số phía sau là số trừ. Thì con tưởng tượng đó là Tâm Anh đã lấy mất của con. Vậy là ra kết quả liền à. Nghe chưa? Dạ nghe. Bây giờ vậy mình thêm ví dụ nữa nha. Con uống sữa còn chín nấc, con mới làm dấu. Thì Tâm Anh nó mới lén. Nó uống đi 6 nấc. Hỏi chai sữa còn bao nhiêu nấc? Tất nhiên là còn lại 3 nấc rồi. Trời ơi, bà không thể nào tin được luôn á. Con gái của bà thông minh quá trời ơi. Tâm Anh, mày dám uống 6 nấc sữa của tao? Ai không. Đi đâu? Con đi xử nó. Trời ơi, xử cái gì? Thí dụ, bà chỉ thí dụ thôi chứ Tâm Anh đâu có uống sữa của con đâu. Bà làm hết hồn à. Thí dụ thôi à. Đâm Chi giỏi quá à. Bây giờ thêm thí dụ nữa nha. Bây giờ mình làm tiếp nha. Nè. Lam Chi ơi, mình làm xong rồi nè. Bạn chép liệu rồi còn đưa cho mình đó nha. Thôi khỏi đi, tao không thèm đâu. Bạn học đó hả? Bộ đuôi sao không thấy? Tao đang học bài. Lần đầu tiên hả bạn học đó nha. Lạ ghê á. Tao nói cho mày biết nha. Tao mà chịu học á là tao dở hơn mày gấp trăm ngàn lần luôn. Mày Lam Chi, em nhìn gì vậy? Tập trung làm bài đi. Ba mẹ ơi, ba mẹ ơi, ba. Cái con nhỏ này sao mà mang dạ vô nhà? Con được 10 điểm nè. Cái gì? Hả? Con được 10 điểm thiệt mà. Trời ơi, 10 điểm thiệt. Lam Chi nhà con giỏi quá, Lam Chi ơi. Điểm 10 đầu đời của con. Yeah. Con được 10 điểm rồi. Yeah, xin được cưỡi ngựa. Đúng rồi, 10 điểm rồi, cưỡi ngựa thôi.